Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ cùng nhau đi ngắm nghía cái máy lau kính này xem nó như thế nào. Mình đang ở chỗ siêu thị Ion New Hà Đông. Thì có cái máy này người ta đang trưng bày ở đây. Thì lại nghịch tí xem nó như thế nào nhá. Nhìn thì cũng hay ho phết đấy, nhưng mà chắc là chỉ hút được những diện tích nhỏ như ngoài cửa sổ thôi. Ấy, nó hút luôn mà không rơi nhỉ. À, nhưng mà con này vẫn cần dây. Cái này đỡ phải người. Xem nó đi ngang như thế nào đây. À, đi ngang rồi. Theo mình thì con này cũng chưa hữu dụng lắm. Nếu mà những cái diện tích kính ở trong nhà thì người ta cầm cái rẻ ao vèo phát xong. Còn mà nếu lau kính ở ngoài mà như kiểu mặt ngoài của cái các tòa nhà ấy, thì con này lại có dây không lau được. Hoặc cái con mà không có dây thì cũng, chắc cũng không đủ pin đâu. Cho nên là cái công nghệ này tạm thời là cũng chỉ để xem, để ngắm đã, chưa dùng được mấy. Con này là con gì nhỉ? Con này là con Winbot. Bây giờ chúng ta cùng quay sang mặt cái sau để xem cái con này nó hút như thế nào nhé. Quay ra mặt sau thì con này sẽ có một cái hệ thống bánh xe để đi lại, đi ngang, đi dọc. Và đi ngang hay đi dọc thì bánh xe tự quay ngang quay dọc để chạy. Và có một cái thảm để lau. Và nó có thêm một cái hệ thống hút để khi mà nó hút cái kính vào thì nó giữ được cái con này nó ở trên tường. Và mình lo là hết pin nó sẽ rụng. Như này thì con máy này phải có người ở giám sát thì nó mới làm được. Chứ nếu không có người giám sát, ví dụ mình đang ở công ty chẳng hạn, mà ở nhà bắt nó làm thì có khi là làm xong nó chỉ hết pin, nó chỉ giữ được một khoảng thời gian. Sau đó mà không có người đến cứu thì nó pằm. À Phúc ơi, con này yếu pin à? Dạ. Con này em có chạy yếu pin rồi, em sạc thẳng lên rồi. Hả? Có, em có sạc nhưng mà vẫn yếu rồi. Thế không? Dạ. Dạ, đang yếu pin. Không, cái này là cái dây đang ở với khi mà cái... Dí vào đây ạ? À? Dí vào đấy thì... À... Cất đi. Không, đấy là khởi động với dừng lại chứ. Dí vào. Bạn bỏ ra nào. Bỏ ra khỏi kính à? Đây là dí là thế tự buông ra mà. À, nhưng mà dí vào đâu à? Thì dán này ra là thế buông ra. À. Đâu bây giờ lại cho vào. Đây là loại có dây, còn loại bên kia là loại không dây. Loại này ví dụ nha, cả để mình đang cho làm việc ngày vô tình ở dạng mất điện, không bao giờ rơi. Không rơi đúng không? Nó đang chạy em.
Nó không rơi được à? Nhưng mà thế chỉ lau được một đoạn ngắn ngắn thôi nhỉ? Mảng cái kia nó phụ thuộc vào dây, nó chỉ có mấy mét thôi kia. Còn cái kia là không dây à? Có thể lau được không? Có thể không dây anh. Có nghĩa là có hai loại, một loại là có dây, một loại không dây. Cái loại không dây nó phù hợp cho ví dụ như những cái tầm kính anh ấy, mà cái khu vực ấy nó không có ổ điện ấy, thì anh mang ra anh ốp và pha nó lau luôn. Còn ví dụ như là cái này thì mình cũng sử dụng cái liên tục luôn, cái kia chỉ sử dụng 2-3 tiếng thôi, bởi vì cái này cắm điện trực tiếp và con nào có pin dự phòng hết, pin sạc dự phòng, bởi vì làm sao cả con này chạy bằng điện thật nhưng mà nó có pin sạc dự phòng. Ví dụ như cái trường hợp mình mất điện thì là mình rút ổ cắm ra, cái ví dụ con nhỏ mình không biết nó đáo ổ cắm nó rơi ra ấy thì nó vẫn như này thôi, không bao giờ rơi được. Nó giữ được bao lâu? Nó giữ được trong vòng tầm 25 phút. Thế cái con không dây kia, con không dây kia thì mình hết pin thì mình sạc thôi. Không, hết pin nó đang lau dở trên tường, hết pin thì sao? Hết pin nó cũng giữ được tầm 15 phút, để nó cho nó có hú hò gì lên cho mình biết đâu. Nó sẽ báo như này anh này, nó kêu lên à. Nhưng người ta sản xuất ra được một cái máy như này rồi, người ta đã phải có nghiên cứu đàng hoàng rồi. Rồi. Tính đến các trường hợp để mà mình tránh rồi. Mà đang lau hết pin nó rơi bố. Vâng. Ok. Nhưng khách nó chưa bao giờ bị rơi đâu. Rồi. Không, cứ để quên là nó rơi. Đây đang báo đỏ đây. Cắm điện vào lại xanh ngay. Cho vào điện đấy rồi.